Đồ Sơn, khu du lịch biển nổi tiếng của Hải Phòng với những bãi biển đẹp hữu tình được ôm ấp bởi dãy núi uốn lượn, còn thu hút du khách bởi những di tích lịch sử linh thiêng mang đậm dấu ấn văn hóa dân tộc. Và đứng sừng sững trên dãy núi rồng 9 ngọn tại Đồ Sơn chính là Tháp Tường Long, công trình hơn 1.000 năm tuổi được mệnh danh là ngọn tháp rồng vàng hạ thế. Và ngày hôm nay, chuyên mục Đất Cảng 360 độ sẽ đưa quý vị và các bạn đến chiêm ngưỡng quần thể di tích chùa Tháp Tường Long, một di tích có thể được coi là độc nhất vô nhị. Tháp Tường Long được xây dựng vào thời Vương Triều Lý, từ năm 1010 đến năm 1225, khi đạo Phật phát triển mạnh và được tôn làm quốc đạo. Theo các nhà nghiên cứu, vua Lý Thánh Tông đến miền biển lúc ấy còn rất hoang vu này để phục dựng tháp lần thứ nhất. Tương truyền, một năm sau đó là năm 1059, ngài nằm mơ thấy rồng vàng hiện ra nên đặt tên tháp là Tường Long. Tháp khí ấy được xây dựng trên khu đất rộng khoảng 1.000 m², cao khoảng 45 m, nên cùng với tháp Báo Thiên ở kinh đô Thăng Long, tháp Tường Long thuộc hàng kỳ vĩ bậc nhất so với nhiều tháp cổ khác ở miền Bắc hiện còn nguyên vẹn. Di tích tháp Tường Long được phát lộ chính từ việc quân và dân Đồ Sơn đào giao thông hào, xây dựng trận địa pháo phòng không thời kháng chiến chống Mỹ. Nhưng phải đến năm 1998, tháp mới được khai quật toàn diện. Trải qua hàng nghìn năm, tòa tháp cổ chỉ còn lại nền móng hình vuông. Năm 2007, tháp Tường Long được phỏng dựng lại. Và sau 10 năm xây dựng kỳ công, công trình phỏng dựng tôn tạo chùa tháp Tường Long hoàn thành với khuôn viên rộng 2.000 m², tạo nên một trong những quần thể kiến trúc Phật giáo lớn nhất vùng Duyên Hải Bắc Bộ. Đến với tháp Tường Long, không thể không choáng ngợp trước vẻ đẹp kiến trúc đặc sắc, mang đậm nét văn hóa Phật giáo, nối liền giữa truyền thống và hiện đại. Tòa tháp chính cao 9 tầng với màu đỏ gạch cổ kính. Vỏ tháp được xây dựng bằng gạch gốm với các hoa văn, họa tiết hình rồng tinh xảo và mềm mại, tượng trưng phong cách mỹ thuật thời Lý. Điểm nhấn trong quần thể di tích có thể kể đến tượng Phật ngồi trên tòa sen đá trong ban Tam Bảo, được coi là linh hồn của tháp. Chuông chùa nặng 1 tấn mô phỏng chuông chùa Vân Bản của Đồ Sơn, được đúc trực tiếp trên đỉnh núi Ngọc Sơn cùng nhiều tiểu cảnh đẹp khác. Nổi bật trong quần thể cũng là công trình chùa vàng Thiên Trúc được dát vàng bên trong, là biểu trưng của cõi Phật, vừa là nơi phục vụ việc tâm linh tín ngưỡng cho nhân dân, còn có tác dụng trấn yểm cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa. Nằm ở vị trí cao 95,2 m so với mặt nước biển, nên ngoài ý nghĩa tôn giáo và thờ phụng, tháp còn là đài quan sát, là trạm giao thông liên lạc từ xa gắn với phòng thủ đất nước ở phên dậu phía Biển Đông. Bởi vậy, tháp Tường Long được coi như một vọng gác vững chắc bảo vệ vùng trời, vùng biển miền Đông Bắc Tổ quốc ta thời bấy giờ. Khu vực bên cạnh chùa là nhà tre hố khảo cổ học, nơi lưu giữ nhiều hiện vật khảo cổ vô cùng giá trị từ thế kỷ 11 như ngói mũi hài, ngói lòng máng, mảnh đầu rồng, tượng uyên ương, cùng với các chi tiết, nguyên liệu, hoa văn làm từ gỗ, đá, ngói, gạch thời Lý. Giá trị văn hóa, lịch sử dồi dào giúp quần thể di tích chùa Tháp Tường Long trở thành điểm du lịch thu hút đông đảo du khách đến tham quan, tìm hiểu. Đồ Sơn ngày nay hiện đại lạ thế nhưng vẫn lưu giữ được di tích lịch sử linh thiêng ngay tại nơi rồng bay ra biển. Mang ý nghĩa giáo dục to lớn về lịch sử dân tộc, di tích chùa Tháp Tường Long vẫn luôn chào đón những người dân trong và ngoài thành phố đến tham quan, chiêm ngưỡng và tìm hiểu thêm về các đường nét của văn hóa dân tộc để cảm nhận rõ hơn nhịp sống mà công lao dựng nước giữ nước các ông cha ta đã mang lại và cũng để gửi gắm những mong ước về một cuộc sống ấm no, yên bình trong năm mới. Còn bây giờ, chuyên mục Đất Cảng 360 độ tuần này xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.